chào mọi người, mình là Lily và hiện tại thì Lily đang tham gia một show âm nhạc được mang tên là The Next Stage 2023. Và vừa rồi vòng đầu tiên thì Lily đã hát một bài hát rất là nổi tiếng, một bài hát nhạc phim rất là huyền thoại mà Lily nghĩ là thế hệ 8X, 9X chắc ai cũng sẽ biết, đó là nhạc phim của phim Tân Dòng Sông Ly Biệt được mang tên là Hảo Sắc Hảo Sắc. Bây giờ thì Lily sẽ hát lại bài hát đó bằng hai thứ tiếng là tiếng Trung và một phần tiếng Việt viết ra để hát cho dành tặng cho các bạn khán giả ở Việt Nam. Hello， 大家好，我是丽丽，来自越南的歌手印尼人，大家也可以叫我胡叫丽丽。我是舞台2023的歌手。Hi everybody, my name is Lily and I am singer-songwriter from Vietnam. I feel so happy and honored to take part in such a world-anticipated music show at the Next Stage. Yes, this is my first performance at the Next Stage.And now I'm gonna sing it again with my guitar, but two languages, Chinese and Vietnamese. Hope you guys like it. Okay, let's go! Yes, thank you.